Qua điện thoại của chương trình, chúng tôi nhận được thông tin vào chiều ngày 31 tháng 10 trên quốc lộ 14 đoạn qua khu phố Đức Thọ, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết và 4 người bị thương. Vào thời điểm trên, xe du lịch 7 chỗ lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi thị xã Đồng Xoài với tốc độ cao đã tông thẳng vào xe máy đi cùng chiều. Cú tông mạnh khiến hai thanh niên là Nguyễn Quốc Hoàng và Huỳnh Tấn Định bị cuốn vào gầm xe du lịch kéo rê hàng chục mét, tử vong tại chỗ. Sau đó, xe du lịch tiếp tục lao dốc, lộn nhào nhiều vòng rồi đâm vào một quán nước ven đường và cuốn thêm một phụ nữ, một xe gắn máy vào gầm xe. Thấy sự việc, người dân nhanh chóng phá cửa xe du lịch, đưa 4 người trong xe đi cấp cứu. Tuy nhiên, một trong số 4 người trong xe du lịch là anh Phạm Minh Hoàng đã tử vong tại bệnh viện vào chiều tối cùng ngày.